Hello anh em, nay mình chắc lên xe giặt thùng mình lôi về nha anh em. Lần đầu tiên chạy xe lôi nè. Để nằm luôn. Tủ máy mình đem về rồi. Rồi giặt thùng thôi. Đừng lẩu. Thôi bây giờ mình chạy về nha anh em. Rồi có đoạn đường khác mình quay cho anh em xem tiếp nha. Hello anh em, điện thoại của bắp ra xa xa quay tất âm cho nó rõ nha anh em. Quay ra xa chứ quay ngồi ghế thùng với bát nó đánh lớn quá nghe không rõ. Đó, quà thấy đẹp không? Quá trời quà luôn. Thầy giáo nè.